năm 2021, điều gì đang là hot nhất hiện nay? Shopping hàng xa xỉ, du lịch sống ảo à? Hay hùng vốn khởi nghiệp? Chuyện xưa như trái đất rồi, giờ đây trở thành nhà đầu tư mới là thời thượng. Đây không phải là làn sóng nhất thời, mà là tương lai của tài chính cá nhân. Là chuyên viên tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp, bạn sẽ làm gì khi đang có trong tay sản phẩm bom tấn? Bước đến tương lai, bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị, giải quyết mọi khó khăn của khách hàng muốn đầu tư gia tăng tài sản. Không có thời gian sau giờ làm, ít chuyên môn về đầu tư, có nên điều ăn nhiều hay vốn bé bé thế kia thì làm được gì? Hãy trở thành nhà cố vấn đầu tư cho khách hàng với bảo hiểm bước đến tương lai của AIA, sản phẩm đầu tư tối ưu cho tương lai thịnh vượng. Cùng nhìn lại những đặc quyền cạnh tranh nổi bật trên thị trường của bước đến tương lai dành cho khách hàng. Quyền lợi đầu tư, quản lý rủi ro tài chính hướng đến lợi nhuận kỳ vọng, gia tăng giá trị đầu tư trong dài hạn. Có ngay, khách hàng được quyền đầu tư thêm lên đến 10 lần phí đóng cơ bản năm đầu tiên và nhận thưởng 5% giá trị tài khoản cơ bản vào ngày cuối cùng của năm hợp đồng thứ 10 và 20. Khi thị trường và nhu cầu cuộc sống thay đổi thì sao? Lo gì chứ, khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi quỹ hay điều chỉnh tỷ lệ đầu tư giữa các quỹ. Quyền lợi bảo vệ cuộc sống, bảo vệ tài chính trước rủi ro sức khỏe. Khách hàng sẽ an tâm về tài chính trước bệnh ung thư, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong, hay chủ động thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu trong mỗi giai đoạn khác nhau. Bạn thấy đó, tất cả chỉ trong một sản phẩm, ai mà chẳng muốn có một cuộc sống thịnh vượng. Bảo hiểm bước đến tương lai giúp khách hàng tiến đến mục tiêu đầu tư nhẹ đầu, giá trị bền lâu.